Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên thứ 10. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa? Lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời, kia là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình. Hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống, kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền và cũng đã lắng tai nghe, đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra không còn làm cho sợ hãi nữa. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng không thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đức Chúa Giê-xu đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng.
khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Vì như chớp nhán lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước luộc đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà say chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Chương 19. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm. Lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng: Này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời, cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quáng lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể,
con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Vả khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻ phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng: lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ lại cũng gần, đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi, thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng: đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau, hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Vả khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng: cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng: này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi. Hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh đặng một con trai, đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Chương 20. Abraham từ đó đi đến miền nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Sur. Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng: nó là em gái tôi. Abimelech vua Gera sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng: này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Vả vua Abimelech chưa đến gần người đó nên thưa rằng: lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng ấy là em gái tôi chăng? Và chính người nữ há chẳng nói rằng ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng: ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó, bởi cớ ấy ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó.
Bây giờ hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Vua Abimelech dậy sớm đòi các tôi tớ mình đến thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng: ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng: ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp: tôi tự nghĩ rằng trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng: này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta, hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đoạn vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham, và trả Sara vợ người lại mà phán rằng: này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Rồi vua phán cùng Sara rằng: đây, ta ban cho anh ngươi 1.000 miếng bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người. Vậy họ đều có con. Vả lúc trước vì vụ Sarah vợ Abraham nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua Abimelech đều son sẻ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.